sao nhiều tài xế có kinh nghiệm luôn phải đặt một cổ bí ngô như thế này vào cốp xe. Thực ra bí ngô này không phải để ăn, nhưng đối với xe của chúng ta có 3 chức năng rất thiết thực. Hôm nay mình chứng minh cho các bạn thấy. Trước hết, khi trời mưa, gương chiếu hậu của chúng ta, bề mặt gương rất dễ bám nước mưa. Điều này sẽ cản trở tầm nhìn của chúng ta về các phương tiện phía sau, ảnh hưởng đến an toàn lái xe. Hãy cắt cổ bí ngô này ra và lấy một phần nhỏ lau gương chiếu hậu nhiều lần. Chúng ta hãy xem kết quả, có phải đó rất rõ nét cùng nào, bề mặt gương không còn bị dính nước. Thứ hai, những bộ phận kim loại trên ông tô của chúng ta theo thời gian dễ bị oxy hóa và rỉ sét. Chúng ta chỉ cần lau nó bằng cổ bí ngô này vài lần, dễ dàng loại bỏ rỉ sét và vết bẩn. Điểm thứ ba và quan trọng nhất, xe của chúng tôi đã có từ lâu, cho dù đó là cửa sổ ông tô hay kính chắn gió phía trước, một mảng dầu sẽ hình thành, dù có lau thế nào cũng không thể sạch được. Chúng ta hãy dùng cổ bí ngô này để trà lên đây, sau khi lau xong hãy rửa sạch lại với nước và xem hiệu quả nhé. Bạn có thể kiểm tra xem mảng dầu trên kính xe đã hết chưa. Nhìn vào kính chắn gió phía trước một lần nữa, ở bên trái, mảng dầu được lau với bí ngô đã biến mất, sự tương phản là rõ ràng.